quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thùy Tiên thả dáng khắc quốc sương sương hành lang trước thềm dự thi Big Grand International 2021. Thả dáng khách quốc sương sương, Thùy Tiên nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Thùy Tiên đang là cái tên thu hút sự chú ý khi sắp tới đây, người đẹp sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021. Mới đây, thể theo ý kiến fan, người đẹp đã đăng tải một đoạn clip khách quốc sương sương trên TikTok cá nhân. Phía dưới nổi lên rất nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng, người khen đẹp uyển chuyển, kẻ chê thô cứng. Có thể thấy, cách đánh hông, di chuyển của Thùy Tiên rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Đặc biệt, nhiều lời khen có cánh từ netizen dành cho đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể của cô. Tập thêm là được mà, chứ ngoại ngữ đồ chị quá tốt, chứ không có nghiêng ở bao myself là được. Cắn răng mà trên nha chị, rút kinh nghiệm từ chị Thảo, kể mẹ mới giám khảo, nhà phân tích, nhà phê bình trực tuyến giùm em. Khép tay lại đi chị, nhìn giống đi chợ lắm má. Rớt, cái này mà đánh hông mạnh hơn nữa thì bao đã. Những bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng, chủ yếu là hai tay hơi cứng, chú quốc ổn, body đẹp. Bình tĩnh mọi người ơi, bả tập với Nhật Anh gần đây thôi, ngày tới Miss Grand còn khá dài, với lại biết đâu tới khi nhập cuộc, bả mới bung xỏa gây bất ngờ thì sao, giống như Thảo đó, nhập cuộc càng xuất sắc hơn nữa. Bụng dưới hơi to, cái vai với tay còn chưa được uyển chuyển cho lắm. Đi đẹp thật, cái hông lắc đẹp, búng tay xíu nữa là best. Tay chị còn hơi cứng, chị tập búng tay nữa là ngon. Bỏ qua mọi drama trước đây, đây là một vài góp ý cá nhân em. Đầu tiên, cắt từ eo đổ xuống chị đi khá tốt, độ nảy vừa phải và chắc, giữ vững vai khi walk là điều đáng khen. Nhìn trực diện em không chắc là chân chị có thẳng không, nhưng walk thẳng băng và búng chân thanh thoát nha chị. Phần tay đánh chưa đều và hơi thô, chị nên thả lỏng tay đánh tự nhiên theo quán tính sẽ rất đẹp. Chị đừng nên xoay ngẫu hứng, chất trình diễn thì nên cho mọi người biết mình sắp làm gì và xoay ở đâu để tăng độ focus tối đa từ khán giả. Do đeo khẩu trang nên chưa thấy được thần thái khuôn mặt. Chúc chị tìm được signature riêng của mình nhé. Chân đẹp quá vậy trời. Xuất sắc, xoẹt xoẹt. Nhiều góp ý nhưng đều có hướng tích cực cho Thùy Tiên tại Miss Grand International năm nay. Sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang tích cực tập luyện, trau dồi các kỹ năng cần thiết để đến với sân chơi này vào cuối năm nay. Ngoài nhan sắc, trình độ giao tiếp, tiếng Anh của Thùy Tiên cũng khiến cộng đồng mạng tin tưởng. Trước đó, cô nàng còn có màn thể hiện kỹ năng, vừa đánh đàn guitar, vừa hát rất nuột nà, khiến fan bất ngờ. Chắc chắn với nhiều tài lẻ, Thùy Tiên sẽ là một ẩn số thú vị tại Miss Grand 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.